Update thêm đây. Đây là khu khu làm việc mới của tôi thì có thêm cả mic và cả hai cái màn hình nữa. Hôm qua tôi đi lắp thêm cái màn hình anh em ạ. Nghĩ thêm đội hình đi anh ạ. Nhất định rồi, nhất định mình sẽ nhất định mình sẽ sớm ra những cái đội hình mới phụ thuộc để phù hợp với meta cho anh em nhá. Nhưng mà cái đấy thì nó lâu ấy. Anh em thấy là mỗi lần ra một cái đội hình mà nó mất thời gian rất là lâu. Nó không phải là dùng được ngay đâu. Ok anh em rất nhiều, và bây giờ chúng ta bước vào trận thi đấu đầu tiên. Cuối cùng thì vẫn là 2MF thôi. Ok, chúng ta bước vào trận thi đấu nha anh em nhé. Hai AMF đấy là đội hình kiểu gì cũng phải răng ngang hai thằng AMF ra. Hello anh Đoàn Ngọc An nhé, cái màn anh tặng em lại không biết cắm vào máy như nào ấy. Thật sự là không biết cắm vào máy như nào mới khổ ấy. Không, em làm gì có bồ, vừa chia tay người yêu mà anh em. Anh em có nói thế oan ra. Không, anh dùng cam của anh em ạ, nhưng mà anh đang chưa có chỗ để. Kiểu cái chỗ này nó bị trơn ấy, nó cứ bị quay 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 ra cay vậy. Nó cứ bị tự xoay ra cay vậy anh ạ. Đúng rồi, Barca thì nó hay đầu tư vào CM và AM thì nó không đầu tư nhiều, và chúng ta cùng xem rằng Tabi sẽ thi đấu như thế nào. Công hổ kinh mà đá một trận ghê lắm. Đá một trận thì không biết được làm một lần đâu. Đá một trận không biết được làm một lần đâu anh em ạ. Như vậy là trận thi đấu của chúng ta được bắt đầu. Tabi đối đầu với Duy Mập. Hãy cùng xem cái cách thi đấu của Tabi đây. Thứ nhất, để nói về Tabi thì khả năng cầm bóng của Tabi nó là thiên tài rồi. Không có nhiều thứ để mà chê trách về cái khả năng xử lý của game thủ này đấy, anh em thấy không? Tức là cái lối chơi của Tabi nó sẽ là như này. Nó sẽ là như này luôn anh em ạ, tôi đọc luôn cho anh em như kiểu văn mẫu luôn, như kiểu sách văn mẫu luôn thì là như này. Khi mà Tabi thi đấu nhá. Ôi, công hổ mà dẫn trước Majin Buu nữa, công hổ mạnh thế. Thì là như này, cái lối chơi của Tabi ấy, nó rất là dập khuôn. Nó cũng là một cái lối chơi mà nó rất phù hợp với PES 2020. Những cái PES khác thì mình không nói. Nhưng cái PES 2020 này thì thật sự là cái lối chơi của Tabi nó cực kỳ phù hợp. Chúng ta hãy cùng xem nhá. Khả năng lên bóng của Tabi thì khả năng giữ bóng của Tabi đã hay rồi. Vì thực tế thì mình đã xem Tabi đá ngoài đời và em nó là một tiền vệ. Ở đây, những cái pha lấy bóng khi mà Tabi pressing này và khi lấy được bóng này, khả năng kiểm soát bóng nó rất là tốt, kiểm soát bản đồ nhỏ này. Đấy, đưa bóng đi bằng chỉ bằng X thôi. Và sau đó là sẽ rình 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 những cái đường xử lý, sau đó là truyền vào tiền đạo. Và những đường xử lý tiền đạo của Tabi thì cực kỳ khó bắt. Trong tình huống vừa rồi thì đáng lẽ ra 10 người thì sẽ 9 người có một cái tư duy là như thế này. Khi chúng ta truyền vào tiền đạo nhé. Có nhá, Nguyễn Tiến Thắng nhá, có. Đây này, khi mà truyền vào tiền đạo ấy, cái đường truyền vào tiền đạo ấy đã quá hay rồi đúng không? Và khi lắc sang này thì đa phần người ta sẽ vuông ích. Đây, cái tình huống này thì Suarez phải vuông ích và chéo về hướng này đúng không? Bởi vì là vừa đỡ về hơi lệch lên rồi thì chỉ cần vuông ích chéo về hướng này một phát thì sẽ có thể sút được ngay. Và sút thuận chân của Suarez luôn. Nhưng chúng ta hãy nhìn này, đây là cái cách xử lý của Tabi. Khi đỡ sang, em nó lại vuông ích ngược lại để lừa đối thủ, và đúng là game thủ Duy Mập đã bị lừa khi mà Eder Militao vẫn còn đang quay mặt về phía lên trên. Ở đây là tình huống Eder Militao quay mặt về phía lên trên nhá, đã bị lừa rồi. Thế nhưng mà vì Eder Militao chưa kịp di chuyển để chặn cái đường vuông ích lên trên, đó là lý do tại sao trong tình huống này thì Tabi lại dứt điểm vào chân của Eder Militao. Tức là cái tư duy của Tabi nó rất là khác biệt. Nhiều người người ta sẽ 10 người thì đến cả 9 người sẽ xử lý cùng một khuôn, tức là đỡ lên trên thì sẽ vuông ích lên trên để dứt điểm đúng không? Nhưng đây là Tabi,
Chúng ta đang nói đến một game thủ có một cái tư duy nó cực kỳ khác.